và chúng ta muốn tìm xem là trong ô A3 này có bao nhiêu ký tự số 0, trong ô A4 thì có bao nhiêu ký tự là chữ TK, hoặc là trong ô A7 thì có bao nhiêu ký tự là chữ GTO. Tức là chữ này nó xuất hiện bao nhiêu lần, đó, số 0 xuất hiện bao nhiêu lần, chứ không phải là chúng ta đếm xem là cái chữ đoạn ký tự này có bao nhiêu chữ cái, mà chúng ta đếm xem là nó xuất hiện bao nhiêu lần ở trong một đoạn văn bản ban đầu. Thì cách làm như sau. Đầu tiên, bạn sẽ phải xác định xem là đoạn văn bản gốc có chứa bao nhiêu ký tự. Sau đó chúng ta sẽ trừ đi cái đoạn văn bản mà trong đó chúng ta sẽ loại bỏ đi các cái ký tự cần đếm này. Thì lúc đó độ dài đoạn ban đầu trừ đi đoạn văn bản mà không chứa ký tự này thì nó sẽ còn lại là số lượng ký tự mà đã bị thay thế. Thì chúng ta có thể biểu diễn như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ viết hàm để thay thế ký tự ở trong cột B cho đoạn văn bản gốc ban đầu bằng hàm substitute. Hàm này chúng ta lấy theo đoạn văn bản tại cột A phẩy này. OTEX thì sẽ là đoạn văn bản ban đầu hay là ký tự ban đầu chúng ta chọn ở ô B3, và NEWTEX chúng ta sẽ nhập hai dấu nháy kép liền nhau đại diện cho ký tự rỗng, tức là chúng ta sẽ xóa bỏ cái ký tự ở ô B3 này đi khỏi cái đoạn text A3. Thì đấy là ý nghĩa của hàm substitute này. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết hàm len ở bên ngoài hàm substitute này để đo xem là khi hàm substitute hoạt động thì nó sẽ còn lại là bao nhiêu ký tự. Đó. Đây là số lượng ký tự còn lại. Và chúng ta lấy hàm len của đoạn văn bản ban đầu, đoạn văn bản gốc trừ đi hàm len của hàm substitute, tức là trừ đi số lượng ký tự còn lại. Thì kết quả ở đây chúng ta sẽ có là bằng 3. Thì các bạn để ý này, có 3 số 0 xuất hiện ở trong đoạn văn bản gốc 1, 2 và 3. Đó. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ kéo chuột xuống và chúng ta ra được kết quả. Ở câu thứ hai chúng ta có 4 ký tự. Tức là các bạn để ý này, chữ TK này nó có 2 ký tự và chúng ta trừ đi toàn bộ các cái ký tự TK ở trong đoạn văn bản gốc thì chúng ta sẽ có được 4 ký tự TK. Đúng. Tức là ký tự TK này xuất hiện 2 lần. Do đó ở công thức này chúng ta sẽ còn thiếu một bước nữa, đó là lấy toàn bộ độ dài kết quả này chia cho số lượng độ dài ký tự dùng hàm len của phần ký tự này. Đó. Nếu mà có một ký tự thì chúng ta sẽ coi như chia cho một thì bằng chính nó. Nhưng nếu nhiều hơn một ký tự thì ở chữ TK này chẳng hạn nó sẽ có hai ký tự. Vì vậy toàn bộ độ dài ký tự văn bản tìm được chúng ta sẽ chia cho hai thì sẽ ra được số lần xuất hiện của cái chữ TK này. Đó. Thì cái phần ký tự này có bao nhiêu ký tự, tức là chúng ta sẽ lấy hàm len để đo độ dài và chúng ta lấy kết quả số ký tự đã tách bỏ ra chia cho độ dài của hàm len thì sẽ ra được số lần xuất hiện của ký tự đó ở trong đoạn văn bản. Kết quả thu được. Bây giờ mình sẽ sao cho công thức xuống dưới. Đó, và các bạn thấy này, chữ TK bây giờ xuất hiện 2 lần trong đoạn văn bản ban đầu. Chữ GTO là một đoạn chữ có 6 ký tự nhưng chúng ta chỉ đếm được là một lần xuất hiện ở trong đoạn văn bản gốc mà thôi. Trong trường hợp số 1 thì chúng ta đếm được là có 6 lần xuất hiện. Đây, 111 là 3 số 1 này, 112 là có 2 số 1 và 1.200.000 thì số 1 ở đây nữa, tổng cộng là có 6 số 1. Thì đấy chính là cách để chúng ta có thể đếm được xem là xuất hiện bao nhiêu lần của một đoạn ký tự ở trong đoạn văn bản gốc. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.